Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một đoạn clip ngắn mà sau khi xem đoạn clip ngắn này, quý vị và anh chị em sẽ hết sức kinh ngạc. Quang Hải mời quý vị và anh chị em xem qua. Olha só esse vídeo aqui eu tô fazendo aqui, ó, para mostrar a situação que ficou o caminhão que queimou na ponte do Xagu aqui, ó. Eu fiquei curioso em ver essa cena aqui. O motorista acho que nada sofreu. Mas daí tem outro fato que me chamou muito a atenção, olha. Isso aqui é só um milagre mesmo que o motorista se salvou. Mas eu vou mostrar um detalhe muito importante aqui, ó. O que sobrou também do caminhão, ó. Intacto aqui, ó. É para quem não acredita em milagre, em Nossa Senhora, tá aí, ó. O resto do caminhão todo destruído. Ó, depois de mais ou menos 20 horas, ainda tá saindo fumaça ali embaixo, ó. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào thứ ba, vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, một chiếc xe tải bốc cháy trên một con đường ở Brazil. Có thể nói như quý vị và anh chị em xem đoạn video thì ngọn lửa đã nhấn chìm hoàn toàn chiếc xe hoàn toàn cháy rụi. Nhưng có một thứ vẫn còn nguyên vẹn, một hình ảnh Đức Mẹ Aparecida, đấng bảo trợ của đất nước Brazil. Như quý vị và anh chị em vừa xem, một người dân địa phương đã quay cái đoạn video này sau vụ cháy. Mặt sau của chiếc xe tải với hình ảnh của Đức Mẹ hoàn toàn không bị hề hấn gì. Tài xế đã quay cái đoạn video này thì những gì còn lại của chiếc xe tải vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Đối với những người mà không tin vào phép lạ, vào Đức Mẹ, phần còn lại của chiếc xe tải đều bị phá hủy. Sau khoảng 20 giờ, khói vẫn bốc ra ở dưới đó. Hãng tin Brazil đưa tin rằng là cơ quan cứu hỏa đã xác nhận cái vụ việc này. Như những gì quý vị và anh chị em đã xem, cái hãng của chiếc xe này đưa tin rằng là cái bảng điều khiển của xe tải bị hỏng đã gây ra cái vụ cháy. Và sau khi cái chiếc xe tải hoàn toàn thiêu rụi thì hình ảnh Đức Mẹ ở phía sau vẫn còn nguyên vẹn. Thùng xe tải đều làm bằng vật liệu giống như thân xe, những tấm nhôm mỏng, vật liệu dễ tan chảy ngay khi đám cháy đến gần. Người phát ngôn cho biết là chúng tôi đã thấy điều này rất là nhiều, nhưng mà những hình ảnh mà quý vị và anh chị em thì anh ta chưa thấy lần nào. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em vừa xem qua đoạn video, quý vị và anh chị em thấy như thế nào? Hãy để lại lời bình luận ở bên dưới để nói lên những điều mà quý vị và anh chị em vừa xem. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em biết thêm những cái điều đã xảy ra trên thế giới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để ủng hộ Quang Hải. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành